Xin chào anh em Như vậy đã có chính sách bán hàng đầu tháng 7 cho dòng xe gầm cao tầm trung Hyundai Creta Nhìn chung, chính sách bán hàng của Hyundai Creta đầu tháng 7 này không thay đổi nhiều so với thời điểm tháng 6 Anh em vẫn được hỗ trợ khuyến mại từ nhà máy Cụ thể đó là tặng cam hành trình chính hãng đối với anh em mua trả thẳng và hỗ trợ lãi suất ưu đãi dành cho anh em mua trả góp Về giá xe thì có tăng nhẹ đôi chút so với thời điểm cuối tháng 6 Cụ thể chính sách bán hàng của từng phiên bản Hyundai Creta tại thời điểm đầu tháng 7 này như thế nào Mời anh em cùng xem chi tiết video. Hyundai Creta hiện tại được nhà máy lắp ráp với 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Cụ thể như sau, phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn, phiên bản ở giữa thứ hai đó là Hyundai Creta bản đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất đó là Hyundai Creta bản cao cấp. Anh em nào mà muốn tìm xe nhập thì Hyundai Creta bản tiêu chuẩn hiện tại vẫn còn một số xe nhập cho anh em nhưng có điều anh em lựa chọn xe nhập thì khi anh em đi đăng ký xe thì sẽ không được hỗ trợ 50 lệ phí trước bạ cho xe đám giáp anh em lưu ý cho em Hyundai không phân phục thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và cơ sở bên em thì có cơ sở ở Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh anh em gần địa điểm nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình nhân viên bên em sẽ hỗ trợ cho anh em hình thức mua bán thì anh em sẽ có hai thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp và em xin phép không đề cập lại vì những thông tin này vẫn chưa có gì thay đổi so với thời điểm tháng 6. Mời anh em cùng đến với phần tiếp theo, em sẽ cập nhật chi tiết chính sách bán hàng của từng phiên bản của Delta để anh em nắm được. <laughs> phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em, đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn. Phiên bản này có giá niêm biết là 640 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 giá bán cho anh em là 602 triệu. Như vậy nếu so với giá niêm biết thì giá xe giảm 38 triệu tiền mặt. Nếu so với thời điểm cuối tháng 6 giá xe đã tăng thêm 3 triệu vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện sau thứ nhất đó là một chiếc camera hành trình dành cho anh em mua trả thẳng camera hành trình này chính hãng từ nhà máy thứ hai đó là giảm phí cách nhiệt thứ ba đó là bọc vô lăng thứ tư đó là một bộ thảm để chân thứ năm đó là một nọ nước hoa thứ sáu đó là một chiếc thẻ dịch vụ quả giữa anh em nào mua trả góp thì anh em sẽ không được tặng camera hành trình chính hãng từ nhà máy bù vào đó thì anh em sẽ được hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong tháng 7 này đến hết tháng 12 năm 2023, anh em sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho sàn lắp ráp. Chính vì vậy, Hyundai Creta bản tiêu chuẩn cũng nằm trong cái diện hỗ trợ đó và chi phí lăn bánh tại các địa phương em đã tính cho anh em như sau. So. Với giá bán từ 602 triệu, anh em chặt hàng, anh em mang về, anh em tự đi đăng ký. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 662 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 656 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp trăm thuế là 643 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 637 triệu. Chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa có những phụ phí ngoài như là bảo hiểm thật vỏ và chưa có cả phí dịch vụ. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 150 triệu, anh em ở Sài Gòn là 144 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 131 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 125 triệu. Đồng thời anh em cũng sẽ phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là, là 8,4 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 511 triệu, tương đương với 85% giá trị xe và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 9,4 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 5,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,1 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Như vậy anh em đang được lãi suất ưu đãi là khoảng 0,8% trong một tháng trong năm đầu. Năm thứ hai trở đi biên độ là khoảng 0,9 cho đến 1%. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai của Creta đó là Hyundai Creta bản đặc biệt. Phiên bản này có giá niêm yết là 690 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 giá bán cho anh em là 650 triệu. Như vậy nếu so với giá niêm yết anh em vẫn đang được giảm là khoảng 40 triệu tiền mặt và so với thời điểm cuối tháng 6 giá xe đã tăng thêm khoảng 2 triệu vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn. Em cũng chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi đấy ạ. Chi phí lăn bánh ra biển số căn cứ từ giá bán 650 triệu của Someda và tính anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, chi phí sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 713 triệu, anh em ở Sài Gòn là 706 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 694 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 687 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em cần phải chuẩn bị cho em số tiền ít nhất như sau anh em nào ở hà nội cần chuẩn bị 161 triệu anh em ở sài gòn là 154 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 141 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 134 triệu đồng thời anh em cũng sẽ phải chuẩn bị thêm cho em những khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thất vọng năm đầu tiên chỉ giá là 9,1 triệu với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với số tiền là 552 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 10,1 triệu, trong đó gốc chia đều là 5,7 triệu trong 8 năm. Lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. Và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em đó là Hyundai Creta bản cao cấp một tông màu, hai tông màu thì hiện tại không có xe, em xin phép không cập nhật. Mà nếu có xe thì giá xe cũng sẽ đắt hơn thêm 5 triệu so với phiên bản một tông màu Anh em nhớ cho em ạ Creta cao cấp một tông màu giá nếu biết là 730 triệu Và tại thời điểm này đầu tháng 7 giá bán cho anh em là 702 triệu Như vậy anh em được giảm là 28 triệu tiền mặt Đồng thời nếu so với thời điểm cuối tháng 6 giá xe cũng đã tăng thêm 2 triệu Vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như hai bản Creta em vừa mới giới thiệu căn cứ từ giá bán mới 702 triệu, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 767 triệu. Anh em ở Sài Gòn là 760 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% trăm thuế là 748 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 741 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm được khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 170 triệu anh em ở Sài Gòn là 163 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 thuế là 151 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 thuế là 141 triệu anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thất vỏ năm đầu tiên chị đã là 9,8 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn khói với số tiền bắt đầu trả trước thấp nhất như vậy đồng nghĩa với việc anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 596 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 10,9 triệu trong đó thì gốc chia đều là 6,2 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 4,7 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trên đây đó là toàn bộ những thông tin mới nhất về chính sách bán hàng đầu tháng 7 của chiếc Hyundai Creta hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm đầu tháng 7 này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em